Chào tất cả các bạn nha. Chiều nay tiếp tục đi bẫy chuột cống nha bạn. Nó bẫy chuột cống chứ dính chuột cơm bắt luôn. Thì bữa nay quyết tâm săn cống nhum khổng lồ với lại số 7 đây. Bữa nay chơi lớn luôn, mới tăng cường thêm 10 cái bẫy chà bá lửa nè bạn. Bẫy này mới mua chợ cái côn nè, cái 32.000 tiệm Minh Di á. Bẫy nè, ngon không? Chà bá luôn. Bẫy này cống 2 kg chui vô một lọt nữa. Ngon lắm. 32.000 bạn, 32.000 cái. Phải thời bắt con cống nhum nửa ký là cũng đủ vốn rồi, đâu có lỗ lã đâu sợ. Bẫy này cái lò xo mới, lò xo cứng, lò xo này chụp cơm vô là nó chui ra đâu được nè, với cống nhỏ nhỏ vô không được. Ngoài này nó có hai khoen, thiết kế hai khoen nè bạn, nên nó sập rớt xuống là chỉ có đường cắn lủng lỗ mới chui ra được thôi. Nó cắn lủng lỗ là cái gặp mình là hổm gà nó hư dữ lắm rồi, vụ cắn đó. Lúc trước mình 20 mấy cái, giờ còn được có 14 cái. Nãy giờ ngồi cũng chỉnh sửa lên nè, cắt ghép chỉnh sửa đủ thứ hết nè. Chân đạp rồi đầu đít gì nó cắn với kìa, bấy sấy giờ hư nhóc luôn. Nó cắn hư rồi lâu ngày nó xét nữa. Mấy con nhum bự. Thấy vậy chứ gặp này mua về cũng hên xui, nhầm khi mua về mới cáo gại đêm sáng gan lỗ chạy quầy. Chuột cắn banh chành không dính đường chuột nào luôn. Đây chiều nay sẽ gài 24 cái bẫy. Đây có đâu cái bự nữa, là 11 cái bẫy bự với lại 13 cái bẫy nhỏ. Ngon à. Bữa nay quyết tâm săn cống nhum bự đó. Tại đây còn mấy con bự lắm, nó gài quả không dính. Rồi thì mọi màn bữa nay thì cũng đây. Lúa đặc trị chuột ở đây. Khu vực mình chỉ có lúa mới gài nhạy nhất thôi à. Tại nhiều bạn cũng nói sao không gài khoai mì đồ nhạy lắm, như tại khu vực mình đi gặp khác luôn. Khu vực mình đây cũng nhiều vòng vườn có khoai mì mà, với lại mít nụ này kia chuối đầy đủ hết, nó ăn nó ngán rồi. Chỉ có lúa mới đặc trị được chuột đây thôi. Đó giờ mình thấy gà lúa là nhảy nhất luôn á, chảnh còi lù. Rồi giờ lên đường gà bẫy chuột thôi, gặp lại bạn buổi sáng thăm bẫy chuột nha. Mày nho quá tao đập mày ạ. Nhiều này mà giác đi gài cũng hơi đuối. Rồi lên đường thăm bẫy chuột luôn bạn ơi. Tính để sáng mới thăm mà ngang cửa nè. Xéo cửa nhà có cái đám cứ đó các bạn thấy không, hình ngủ không được nên sẵn lội thăm bẫy chuột luôn. Cái này là lỡ ngày mai mà dính chuột nhiều là đổi thừa đám cưới nha, không phải tại mình nha. Giấc này cũng khoảng 9 giờ mà 9 giờ mới còn hồ 9 giờ dưới chiều. Bữa nay gà bẫy nhiều nè, sẵn đi thăm luôn đó. hình quánh trong nhà kiến nghe sẹn cũng được. Không mấy chuột thôi. Cái đầu tiên chất quất rồi không dính bạn ơi. Giấc này chơi con gái của mẹ luôn bạn ơi. Cái gà mà gà dính còn nhìn nhện. Bây giờ nó sáng được. Con gái của mẹ luôn rồi. Đám nối chứ không phải đám cưới nữa. Mới nhóm họ mà ăn thấy xôm tụ ghê không. Ở miền Tây là đám rồi xôm tụ lắm. Đám nối đám cưới đám nào cũng vậy chứ. Không có chuột luôn rồi. Này chuột này đen đám cưới không biết nữa. Cái này sập nó không dính ta. Kỳ gì. Ừ, dính thòi lòi làm sập chứ không đâu chân á. Chui ra mày. Lùm hàng cái gì ai. Hình như cống sụ luôn á gì á. Trời ơi cống sụ luôn bạn ơi. Ủa tơ à, cống sụ không. Cống này chưa sụ không. Thấy cái gặp ở trên lưng sình không là biết dính nè. Khai trương cống nha. Thường giá tối chuột cống không có khè. Em ghe cũng ngon lắm bộ à, bự á, tại dính sình á. Có hàng nghe. Quá. Trời ơi. Mấy chuột cống bình thường ban ngày thăm nó dính nó khù dữ chứ ban đêm nó thinh nữa mà. Thường là vậy á. Ban đêm nó thinh nè, hiền. Chứ sáng mà thăm dính nó khù cho mà thấy. Rồi giờ đổ nó ra. Làm chừng 5 con này được rồi. Chưa ra mày. Chết rồi, quên đem theo dây thun nữa. Mấy cái gặp nó có dây thun. Thua luôn rồi. Hồi nói là coi được không. Thất bại rồi. Nhớ đem theo lúa mà. Nhớ nằm hồi nãy nằm nhà nó. Có đi thăm đem theo dây thun. Đang làm cái lò xo. Cuối cùng đi cũng quên.
Rồi, cống đầu tiên nha. Có hàng nè. Gà mà nhiều bẫy ban đêm lội đi thăm vậy bạn, sáng có cơ hội dính thêm con nữa. Với lại mấy cái mà nãy như cái kia họ lội để làm sạch đó không? Cái đó mà không có gài lại là sáng thua luôn rồi. Ê, sạch nữa nè. Trời, không dính nữa, thò lòi nữa gì rồi. Sảy nữa bạn ơi, không dính nè. Chắc thò lòi còng vô quá. Không, phải sáng thăm là nãy giờ hụt hơn hai cái rồi nó sạch trước nè. Gài lại, gài lại. Cóc gì hội kêu quá trời cóc bạn ơi. Nguyên cóc luôn. Quá cóc rồi. Cầm gà nó dính nhìn nhạnh quá trời. Rồi con lương. Lương dần cháy luôn bạn. Trời bá nè. Ngay chân ổ cóc hội nè. Mày sao bắt nó? Có đem chĩa được rồi. Lương không? Bự hơn tay cái nè. Mày sao bắt dính nó đây? Chụp đâu dính được nó. Đập nó không chết. Này có đường nào bắt lên mà chụp mình thảy nó thử rồi. Dính lương rồi. Gộ chạy rồi. Ôi lương bự ghê luôn á. Trời tức. Phải em đứa câu theo. Em đứa câu theo câu để về dám nó nút lắm á. Gặp lương muốn lửa nữa. Ngay ổ cốc hội nè. Đây con nè. Đây con nè. Dài dài nhóc luôn. Cốc giữa cốc luôn đây nè. Hết biết cốc rồi. Trong bầy cốc con ếch bạn ơi. Ếch trà bá nè thấy không. Mày sao bắt dính nó bây giờ. Để chùi camera nó dính nhìn nhện nữa bạn ơi. Tối nhìn nhện quá trời nhện. Rồi chạy luôn rồi. Ôi hay quá hay. Tối nào bị gì vậy ta. Nãy lương giờ ếch. Nhiều con cho anh quá trời vậy. Mới mốt làm cái chĩa mà được chĩa 7 mũi. Đi săn đêm. Ta đã đi săn đêm không gặp con nào ạ. Cóc quá cóc luôn. Ếch cũng ham vui nó vô kêu ké. Lương nữa. Rồi nè. Mương này không, chỗ này không bắt mười mấy con cóc. Gọi là anh dân luôn. Thôi, trở về nhiệm vụ chính rồi. Thăm chuột đi, gặp mấy con khác bắt không dính rồi. Kiếm mặt công, ăn tức. Rồi, cá lóc trà bá luôn đó bạn thấy không? Nè. Ôi ôi, cái đêm nay đêm gì trời? Ôi ôi. Lâu đâu rồi, kìa nằm cả hai mắt xuống dưới nè. Này hơi xa bạn khó thấy, lại gần cho bạn coi nè. Rồi rồi nó chạy rồi. Chạy rồi chạy rồi. Ôi ôi nãy lương. Lương tới ếch. Ếch giờ cá lóc. Thua luôn. Vấn mặt với mình hay gì á. Đi bắt chuột thì gặp mấy thứ dữ không à. Ở đây bèm gọng đây nè. Phải diện cá lóc phải rồi. Còn đi cắm câu thì lại gặp chuột. Đi gặp chuột thì gặp cá. Rồi bèm gọng đông nè. Nhưng cá lóc dữ bậy nữa mà. Hết biết bèm gọng không. Đẹp ghê không. Rồi rồi dính nó rồi. Này chắc thằng khủng nữa quá. Thằng khủng thiệt. Gặp sình không. Từ xa lại nhìn. Thấy trên là sình không nè. Rồi cống xù. Phải vậy mới được chứ. Gặp mới nha. Gặp mới nha. Chỗ bữa cắm câu gặp nè à, chỗ cắm câu phát lỗ là gặp chuột chạy nè. Chắc nó đây nè chứ đâu. Đi lại nhìn phía trên thấy cái thấy sình không là thấy khoái chí anh hùng rồi. Con này bự lắm. Tại thấy cái gặp bự bạn thấy nhỏ vậy đó chứ bỏ vô gặp nhỏ thứ kia đi. Là đầy nhóc luôn á. Gặp mới nha, gặp mới nha. Ủa. Sướng. Dính chuột mắt sướng bài. Rồi đổ vô đây luôn. Rồi cho nó vô. Đêm nay cống không ta? Chưa gặp chuột cơm nha. Quên nó tự nhiên nhắc chi trời. Ôi, bự lắm bự. Sướng thiệt chứ. Mắc cười nữa. Dính chuột bự là mắc sướng. Khè mày, nãy giờ nó chê nó không khè. Vô mày, con này mày chui ra ngoài cái khóc mò luôn nè. Xuống. Xuống dưới đó đi vui lắm. Có bạn dưới á. Thế tối nay đủ vốn rồi đó nha. Mặc kệ cho những con cá lương ếch chọc quê. Công việc chính mình là bắt chuột mà. Đã thiệt. Được con cống nó hay đủ vốn mà. Bự ghê mà chưa đâu. Nãy giờ như chưa được hơn nửa bẫy nữa đó. Chắc phải phần phản hơn nữa. Còn nhiều lắm nghe.
mười mấy cái nữa ăn đó, bự thiệt chứ. Giờ sẽ rửa cái gạch này sạch rồi móc sình mới đắp vô rồi gài lại bạn ơi, chứ để cái mồi này nó không ăn nữa đâu. Rửa sạch rồi lấy cái sình non á chà lên lại rồi đắp cái mé lại gài ngay chỗ cũ luôn, coi sáng dính đường nào nữa không nha. Rồi cái gạch mình cũng rửa xong mà giờ mà đắp cái nền lên luôn rồi, đắp sình mới là gãi lúa vô, gãi trong nhiều ngoài ít, dấn cái đường vô cho nó vô. Lấy cái cây kiên cố cứng lên luôn nha các bạn, để con chuột cống kia nó ủi phía ngoài vô á, đẩy cỏ xương xương lại, chờ đợi sáng thu hoạch tiếp con thứ hai. Ngon rồi đó, thấy được cặp chuột là phái rồi đó, được chuột bự là sướng rồi đó. Cái hàng này chuột nó mới mồi cục đất kìa nè bạn, nó thang ốc lại miệng luôn nè, mới ăn luôn nè, ốc còn tươi nè, con này bự lắm, bự luôn á. Hàng đã không, hàng bữa hôm mình địa rồi, mình tăng cường khu này cũng nhiều bẫy lắm. Ơ con gì vậy, cò hết hồn, quyết tâm bắt luôn được con chuột bự nè. Cái hàng đó là chuột bự lắm, bự luôn á, có chừng dính cái này luôn không chừng. Hello mô tô xích lô rồi, không chập rồi, không chập rồi, không chập rồi. Cái trên đầu bò này ngon dữ lắm nè, mấy bò này phải hổm chưa phát cỏ là gặp là vô địch luôn, phát cỏ chuột hơi nhát mà. Này có cây nổ đi cũng hơi ớn ớn dò. Đạp cái là ché lửa luôn. Cái này im lắm. Chút quốc gì. Ừ, chỗ nào ngon là không dính nè, thiệt chứ. Đường mòn đã hết biết đã luôn, không có ta. Này hẹn lại buổi sáng đi. Nhìn chỗ này cái quải bằng vỏ bạn. Nè bước xuống đây một cái ha, con này mà đeo vô quần ha. Nhất là chui vô ống quần ha. Đập cái bẹp ha, chà chà cái rồi bỏ luôn. Có hàng ốc nè, hàng ốc nè, kệ đi, thả đi. Đó, ghê thiệt, sâu không, sâu gọn mà ngứa bà cố luôn, ngứa mà nóng nữa. Rồi, còn cái nữa kết thúc chương trình bạn ơi. Lúc nãy bạn thấy trời lạnh nè, mới dắt này mà sương xuống trắng cỏ chứ. Dứt cục chót coi. Tính ra đêm nay, gì mà chuột ít mà chất lượng. Ờ, gà mé kia quên, tính mé đầy. Không có con chuột cơm luôn trời, bình thường nhớ chuột cơm nhiều lắm mà sao nay không có chuột cơm. Ê ê ê, ờ rồi mới nhắc, tự nhiên nhắc chi không biết. Phải nhắc chuột cống được rồi. Tự nhiên nhắc chuột cơm, dính chuột cơm thiệt. Cơm chập bá luôn. Cơm không thua con cống luôn á, không? Mới nhắc. Chuột cơm bự mà lòng mới nữa nha. Lòng mới, lòng mới. Đó. Cơm 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 cơm. Rồi thành quả đêm nay cũng như hai cống con cơm luôn đó, hết bảy rồi. À, dính được ba con nhưng mà sập một hai, sập ba cái này với hai cái kia đó, sập năm cái đó, là năm con là mất hết năm cái đó, là sáng mà thấy không, nhờ đi thăm gại được năm cái, biết đâu năm cái này sáng này dính được một hai con cũng ngon mà. Đó, để mấy chỗ nào hôm dính nè, mấy chỗ hôm dắt này dính nè, sáng mình sẽ quay mấy chỗ đó cho bạn coi cái dính nữa không nè. Giờ đón chuột vô. Chóng chấu cào cào đủ kiểu. Dữ quá mày. Chuột sập. Kẹt cái đuôi là dính cái đuôi cái da lại. Gặp mới loại so mạnh lắm mà. Nên sập dính cái da nhỏ lại. Rồi không chì đâu trời. Đêm nay cũng ngon, hồi về cột lại để cái này sáng nó chui ra nữa. Sướng sướng không? Còn quá bự luôn con đó. 700-800 gram như chơi á. Bự lắm bự. Bằng tay nè. Bự lắm bự. Thôi giờ lội về, gài lại cái gặp rồi lội về thôi. Rồi cho nó ra đây đi. Vô nhà ngon lành, từ ngoài đồng đem đi tới nhà. Đợi ngày lên đĩa của em gái Sóc Trăng thôi. Nó này cũng ngon bằng. Bốn con, ba con này hơn ký rồi, con này khoảng 800, con đó khoảng 300-400 gram. Cho bốn này là ký 2, con này trăm mấy 200 gram, ký 3 ký mấy á. Ngon không? Đó, quá bự. Ú quay luôn. Rồi, giờ vô tắm rửa ngủ các bạn ơi. Nhờ bữa nay cái đám cưới lòng phiền mà tối nay được ba con chuột bự.
sáng mơ cũng được rồi, mà lặng quạng nó cắn đập chui ra không chừng nữa. Rồi tối nay về được sướng rồi. Rồi giờ chào lại buổi sáng rồi bạn ơi, chào bạn buổi tối nha, gặp lại các bạn ơi, ngày mai thăm chuột ban ngày, mời nghỉ dinh nhiều quá.